mình là An đến từ Coffee Andy Việt Nam. Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn về cách pha cà phê phin truyền thống. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một phương pháp pha cà phê phin nữa dành cho cà phê hạt mộc nguyên chất. Sản phẩm hạt mộc nguyên chất hôm nay mình sử dụng là hạt 100% Robusta, là sản phẩm Rosso của nhà Coffee Andy Việt Nam. Đôi nét về sản phẩm này thì đây là dòng sản phẩm 100% Ro được nhà Coffee Andy Việt Nam nhập hàng trọn vẹn từ Đắk Lắk. Các bạn có thể thấy đây là hạt đang màu da rất là đồng đều và hạt tương đối đồng đều với nhau. Và ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách pha cà phê phin nhé. Như lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn pha cà phê phin truyền thống với 3 loại phin là phin nhỏ, phin 100g và phin 200g. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tương tự với các loại phin này. Đầu tiên là phin nhỏ các bạn nhé. Dụng cụ hôm nay chúng ta cần có gồm có phin nhỏ, ly, thìa, cân định lượng và nước nóng. Nhiệt độ nước mình sử dụng là nhiệt độ từ 90 đến 96 độ C. Với phin nhỏ thì mình sẽ cân lượng cà phê là từ 20 đến 25 gram cà phê. Với tỷ lệ pha cà phê và nước là 1:4.5 các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi xay cà phê nhé. Cỡ xay mình sử dụng là cỡ xay từ 7.5 đến 8.5. Tiếp sau đó thì mình sẽ làm nóng phin pha cà phê. Sau khi đã tráng phin thì chúng ta cho vào phin là 20 đến 25 gram cà phê. Lắc nhẹ phin để cà phê ở trong phin được ràng đều. Ủ cà phê với 40 đến 50 ml nước. Các bạn nhớ rằng là nước mình sử dụng nhiệt độ từ 90 đến 96 độ C các bạn nhé. Thời gian ủ sẽ là 2 phút các bạn nhé. Sau khi cà phê đã được ủ trong vòng 2 phút thì mình sẽ rót tiếp từ 50 đến 60 ml. Thành phẩm chúng ta sẽ thu được là từ 40 đến 50 ml cà phê. Trong thời gian chờ phin nhỏ có thể cho chúng ta thành phẩm thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về cách ủ cà phê phin với loại phin 100g. Tiếp theo thì mình sẽ làm nóng phin. Mình sẽ đong gói phin là 100g cà phê. Lắc nhẹ phin để cà phê được dàn đều trên bề mặt các bạn nhé. Sau đó mình sẽ rót 200ml nước. Chú ý rót nhẹ tay, phình xoắn ốc. Sau khi cà phê đã được ủ 3 phút thì chúng ta sẽ rót thêm 100ml nước. Chờ nước được rút hết thì mình sẽ rót thêm 100ml nước nữa vào phin cà phê. Nhiệt độ nước mình sử dụng vẫn là từ 90 đến 96 độ C. Rót theo chiều hình xoắn ốc. Thành phẩm cà phê mình thu được sẽ là khoảng 200ml nước cà phê các bạn nhé. Tiếp sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ủ cà phê với phin lớn 250g. Bước 1 mình vẫn tráng phin cà phê với nước nóng. Sau khi tráng phin xong thì mình sẽ cho vào phin là 250g cà phê bột được xay từ hạt mộc nguyên chất các bạn nhé. Lắc nhẹ phin để bề mặt cà phê được dàn đều. Rót 500ml nước
vào cà phê để ủ cà phê trong vòng 5 phút. Sau khi cà phê đã được ủ trong 5 phút, mình sẽ rót tiếp 300ml nước vào phin. Chờ sau khi nước được rút hết thì mình sẽ rót tiếp 300ml nước vào phin. Đây sẽ là lần rót cuối cùng với dòng phin 250g. Thành phẩm cà phê chúng ta thu được sẽ là khoảng 500ml cà phê các bạn nhé. Chúc các bạn thành công!